công an sẽ hóa trang kiểm tra nồng độ cồn gần nhà hàng, quán ăn. Kính thưa quý vị, trong quá trình xử lý vi phạm, đối với người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên phải thông báo về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng để xử lý. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong năm 2023, nhằm tạo chuyển biến tích cực và hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe, Cục Cảnh sát Giao thông đã ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất kích thích vi phạm nồng độ cồn. Trên tuyến đường bộ, các đơn vị cảnh sát giao thông được giao làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm căn cứ vào tình hình thực tiễn về lực lượng, phương tiện, có thể phối hợp lực lượng cảnh sát khác hoặc công an cơ sở, thành lập tổ chuyên đề để thực hiện việc xử lý vi phạm theo kế hoạch này trên tuyến địa bàn được giao, đồng thời thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức hoạt động, công khai kết hợp với hóa trang khi kiểm tra nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng, quán ăn, các điểm tổ chức sự kiện, trên các tuyến đường hoặc dừng kiểm soát tại các khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các địa bàn giáp danh. Khi phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm, không được bỏ sót, bỏ lọt hành vi vi phạm. Các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, mọi hành vi lăng mạ, chống đối phải xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời phải phối hợp với công an cơ sở, củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. Nếu không đủ điều kiện xử lý hình sự, phải xử lý hành chính, theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, chất cấm. Trong quá trình xử lý vi phạm, đối với những người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên thì ngoài việc xử lý vi phạm phải thông báo về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng để xử lý theo quy định. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, vận chuyển, hàng lậu, gian lận thương mại. Khi gặp các hành vi chống đối, phải chủ động và phối hợp với các lực lượng khác, đấu tranh, ngăn chặn, lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện giao thông trên đường bộ, thuyền viên, người lái phương tiện thủy, phương tiện đường sắt đang điều khiển phương tiện, công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu đang trong ca trực mà trong cơ thể có chất kích thích, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Song song với công tác tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, lên án hành vi sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông. Thường xuyên tuyên truyền, phản ánh tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa của lực lượng cảnh sát giao thông. Kiến nghị ngành giáo dục, ngành đường sắt, quản lý học sinh, sinh viên, không để học sinh, sinh viên sử dụng rượu, bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông, phương tiện thủy nội địa. Tổng kết kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Kính thưa quý vị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc vừa ký ban hành kế hoạch tổng kết việc thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Mục đích của việc này là nhằm đánh giá tình hình, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau gần 10 năm thực hiện chỉ thị số 33. Từ đó, kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tới. Nội dung tổng kết tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, việc thực hiện luật hóa các nội dung về minh bạch tài sản, thu nhập theo Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Ngoài ra, các cơ quan cũng cần tập trung vào đánh giá việc thực hiện các chủ trương, giải pháp trong kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, việc kiểm tra xác minh tài sản, thu nhập, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, trình Bộ Chính trị thay thế chỉ thị 33 theo kế hoạch. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan tổ chức trực thuộc Trung ương, nơi không lập đảng đoàn, ban cán sự đảng,
tổ chức tổng kết với hình thức phù hợp, xây dựng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện chỉ thị số 33, thời gian lấy số liệu báo cáo tính từ ngày 3 tháng 1 năm 2014 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023. Theo đó, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng báo cáo chuyên đề tổng hợp kết quả xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế có liên quan đến việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo tinh thần chỉ thị số 33. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng báo cáo chuyên đề tổng kết kết quả kiểm tra, giám sát việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp, Ban Cán sự Đảng, Thanh tra Chính phủ xây dựng báo cáo chuyên đề tổng kết kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập của những đối tượng thuộc thẩm quyền, kết quả thanh tra việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các cấp. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng báo cáo tổng kết kết quả giám sát việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Ban Nội chính Trung ương sẽ chủ trì và phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Thanh tra Chính phủ tham mưu tổ chức 3 đoàn công tác để khảo sát tại một số ban cán sự đảng bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Cho người mất được riêng tư. Quý vị thân mến, ở văn hóa Á Đông, những lễ nghi và phong tục liên quan đến người đã mất thường được đặt trong trạng thái cung kính và trang nghiêm. Tuy nhiên, có một thực trạng đáng báo động hiện nay là rất nhiều thế hệ trẻ có nhận thức lệch lạc, thiếu cung kính đối với những sự kiện đau buồn này. Và nếu bạn là một người nghệ sĩ, một nhân vật của công chúng, thì đáng buồn thay, chưa bao giờ là câu chuyện của cá nhân. Bởi, lúc này, trong con mắt của công chúng hiếu kỳ, đó đơn giản chỉ là một sự kiện giải trí. Người ta đến xem vì thương cảm thì ít, mà tò mò thì nhiều. Những tiếng bàn tán hay chỉ trỏ vào không gian tang lễ cứ lớn dần cùng với quy mô của sự kiện đó. Từng lớp người chen lấn xô đẩy nhau để tranh được thấy người nổi tiếng bằng da, bằng thịt, mà bình thường họ chỉ có thể nhìn thấy qua màn ảnh, càng cho thấy cái tình cảnh vừa đáng thương, vừa đáng trách của đám đông. Khi đã là một người nổi tiếng, là một nghệ sĩ có tên tuổi, thì cũng là lúc họ đã chính thức bán đời tư của mình cho công chúng. Như một MC nổi tiếng từng chia sẻ trên truyền thông, giữa một xã hội, ai cũng như ai, bạn bước lên một cái bục, nó khiến bạn đứng cao hơn người khác, nó giúp thu hút mọi ánh nhìn vào bạn và nó mang lại cho bạn mức thù lao công xá bằng người khác phấn đấu cả đời. Vậy mà bạn đòi hỏi được riêng tư? Nghe thật xót xa, nhưng đó chính xác là những gì đã và đang diễn ra trong mấy năm gần đây, đặc biệt trong những đám tang của giới nghệ sĩ. Dư luận xã hội đã từng rất bức xúc về sự chèo kéo vô tội vạ của nhiều người trong đám tang của ca sĩ Minh Thuận, đã từng phẫn nộ về tình trạng vô ý thức của không ít người trong các đám tang của ca sĩ Quân Bi Tuấn Anh, người mẫu Duy Nhân, danh hài Chí Tài. Người hâm mộ ăn mặc rất sành điệu và hở hang như đang đi xem đại nhạc hội. Họ cười nói rôm rả, họ trèo tường để xem cho rõ và đứng đầy cả một góc đường. Gần đây, tại đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, chúng ta thấy thêm một nhóm người nữa cũng rất hăng hái tham gia vào đám đông hiếu kỳ là các YouTuber, TikToker. Những người này đã túc trực ở tang lễ từ rất sớm để ghi hình toàn bộ diễn biến của tang lễ. Họ nhốn nháo và tận hưởng, bất chấp người nhà nam nghệ sĩ nhiều lần tỏ rõ sự bức xúc. Họ thiếu ý thức không chỉ về phong tục tang ma mà còn về trật tự và vệ sinh công cộng. Một người dân sống gần nhà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có chia sẻ, sau khi họ đi thì thứ mà khu phố đó nhận lại là những hộp cơm thừa, những ly cà phê bỏ dở, là rác thải mà họ để lại. Không biết họ quay gì mà quay cả đêm như thế. Không chỉ là nghệ sĩ, bất cứ ai cũng cần được tôn trọng quyền riêng tư. Việc một đám người tới quay phim, chụp ảnh và bàn tán về đám tang người đã khuất để câu view, câu like không những là hành vi đáng lên án về mặt thuần phong, mỹ tục mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của một người được pháp luật bảo vệ. Đây không phải là trường hợp duy nhất, cá biệt mà đã, đang và sẽ trở thành một hiện tượng biến chất của văn hóa nếu không có những chế tài xử lý thật nghiêm minh. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện nay đối với vấn đề này chưa được chú trọng một cách đúng mức. Rà soát các quy định của pháp luật, có thể thấy chưa có quy định nào ghi nhận một cách cụ thể về trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi xâm phạm quyền riêng tư của một người sau khi họ đã qua đời. Đã đến lúc cần mạnh tay hơn, không thể để các giá trị văn hóa của dân tộc bị hao mòn bởi sự hẹp hòi và ích kỷ. Và cũng không thể để cho con cháu mình nhìn thấy cha ông chúng trong quá khứ đã từng vô tâm và thiếu ý thức như thế này.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.